Sau khi đội bóng Brazil nhận trận thua thì huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Béo đã bày tỏ những cảm xúc của mình. Ông cho rằng mình không hài lòng với cách thi đấu của cầu thủ đội nhà. Phát biểu trên sóng trực tiếp, danh thủ Ronaldo Béo không hài lòng với cách chơi bóng thiếu thận trọng của Brazil vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc. Cựu tiền đạo hai lần vô địch World Cup cho rằng các cầu thủ đàn em nên câu giờ để bảo toàn tỷ số. Còn 5 phút nữa trận đấu phải kết thúc trong khi chúng ta đang dẫn trước. Các cầu thủ nên đưa bóng ra biên, chơi đá ma, tiểu xảo, câu giờ, phạm lỗi và giả vờ ngã xuống sân, thậm chí có thể nằm giả chết hoặc bất cứ điều gì tương tự để bảo toàn tỷ số. Trong tình huống gỡ hòa của Petkovic, các cầu thủ Brazil đã không kiểm soát được tuyến giữa và mắc sai lầm trong khâu chọn vị trí về phòng ngự. Đoạn video trên báo chí Brazil cho thấy Neymar đã nổi nóng với các cầu thủ phòng ngự vì đã dâng lên quá cao dù đang có lợi thế. Ronaldo Béo cũng hết lời khen ngợi Neymar vì đã nỗ lực trở lại trong vòng loại trực tiếp sau khi dính chấn thương mắt cá chân. Tôi nghĩ bàn thắng mà cậu ấy ghi được thật tuyệt vời. Nó thể hiện sự hy sinh của Neymar với đội tuyển quốc gia. Tôi rất cảm động. Cậu ấy bị chấn thương nhưng phục hồi rất nhanh, thể hiện sự trưởng thành và không có phản ứng khiêu khích. Neymar đã đánh đổi rất nhiều thứ để có một kỳ World Cup xuất sắc. Tuy vậy thì đội tuyển Brazil vẫn sẽ về nước trong hôm nay.